Ông ấy lại ký lên trên bức tranh, rồi sau đó anh lại dát vàng vào cái phần chữ ký. Vậy cho nên là sẽ có rất nhiều thứ để khách hàng có thể thỏa sức sáng tạo. Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Ngày hôm nay chúng tôi đang trên đường đi Hải Phòng để treo một bức tranh mới nhất mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện. Bức tranh có một cái kết cấu tôi nghĩ là sẽ khá là bắt mắt khi mà lòng tranh được làm từ gỗ gụ, và khung tranh thì lại được làm bằng khung tranh thì được làm bằng từ cái gỗ mun, mà đặc biệt là dòng mun hoa. Thì cái dòng mun hoa này nó sẽ cho những cái vân, nó giống như là một bông hoa nở trên một cái vân như thế. Thì nó sẽ đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí về độ bền của gỗ. Và cái thứ hai nữa đó là cái vân, cái độ tự nhiên của gỗ. Đường thì khá là còn dài. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về một vài cái quan điểm trong công việc cũng như là cuộc sống. Từ giờ đến Hải Phòng thì còn bao xa ấy? Chắc có lẽ khoảng 100 cây nữa. Thế thì cũng khá là xa anh nhỉ. Tiện đây thì anh có thể chia sẻ cho em và mọi người biết được thêm về một số cái quan điểm của anh trong công việc đúng không? Quan điểm của anh nói riêng và của Tranh Gỗ Bùi Gia nói chung ấy, thì luôn luôn có một cái quan điểm từ ngày của anh mới làm việc cho đến bây giờ, đấy là luôn luôn phải lấy công việc làm trọng. Mà có một cái câu anh rút gọn ấy, đấy là công việc là phải là thượng tôn, mình phải thượng tôn công việc. Còn mình sống trong xã hội thì gọi là thượng tôn pháp luật, thế còn là mình ở trong công việc thì phải thượng tôn công việc. Tại sao lại phải thượng tôn công việc? Bởi vì nếu như mà không thượng tôn công việc ấy, thì nay mình nhận, mai mình hứa, rồi ngày kia mình quên. Thì nếu như mà cứ xác định là như vậy thì chắc chắn là công việc nó sẽ không thể trôi được. Vậy nên là anh xác định là trong công việc thì phải tôn trọng công việc, yêu quý công việc và luôn luôn hết sức mình trong công việc mà mình đã chọn. Chính vì như vậy cho nên là mặc dù là dịch dã đang diễn ra cũng khá là căng thẳng, nhưng mà trên tinh thần là thượng tôn công việc và đảm bảo cái thời gian đã giao hẹn với khách, thì ngày hôm nay anh vẫn xuất hành đi Hải Phòng. Tất nhiên là với những cái trang thiết bị và có phòng tránh dịch rồi, cho nên là khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm khi mà để cho đội ngũ của Tranh Gỗ Bùi Gia đến nhà treo lắc. Đấy là một phần quan điểm, còn rất nhiều những cái quan điểm khác. Em cũng xem qua cái bức tranh ấy rồi và em thấy là nó rất là đẹp. Thật sự là nhìn nó rất có hồn và cảm giác nó cũng rất là chắc chắn đấy. Thì em không biết là để tạo ra một cái sản phẩm như thế thì anh đã có những cái quy trình như thế nào và làm và thực hiện nó ra làm sao, thì anh có thể chia sẻ cho em biết thêm được không? Cái phần quy trình mà em hỏi câu đấy là rất là trúng. Bởi vì là cái quy trình đấy là hồi anh đã xây dựng ra từ ngày mà anh bắt đầu làm việc. Cách đây 5 năm là anh đã bắt đầu anh xây dựng ra cái quy trình đấy rồi. Cái quy trình đấy thì bao gồm có là 13 bước để làm ra được một cái tác phẩm đấy. Thì trong đấy anh kể cho em nghe, ví dụ như là nó có những cái bước đầu tiên như là cái bước lên ý tưởng cùng với khách hàng. Thì chẳng hạn như là cùng cái chủ đề về tùng hạc diên niên, thế nhưng mà cái anh khách hàng này ấy, thì lại thích là cái phần cây tùng ấy, nó không có một cái cành nó ngoặt ra đằng sau ở chỗ cái phần của cái gốc cây. Bởi vì anh ấy muốn đấy là, một là tạo ra một cái sự khác biệt, cái thứ hai là anh ấy lại muốn đấy là nó bỏ bớt một cái cành đi để nhìn nó thoáng hơn. Và cái thứ ba nữa là anh ấy lại muốn thêm nhiều ngọn núi hơn. Đấy là cái ý tưởng của khách hàng đặt vào. Hoặc là có những cái khách hàng khác ấy, thậm chí là anh làm một cái bức tranh mã đáo thành công cho một ông chủ ngành nhôm. Hiện tại bây giờ thì cái lâu đài đấy là ở Linh Lang. Thì ông chủ ngành nhôm này còn yêu cầu đấy là trên cái bức tranh mã đáo thành công của ông ấy là mình sẽ đặt cái hình ảnh lâu đài của ông ấy lên trên bức tranh.
Có nghĩa là chụp ảnh cái lâu đài của ông ấy lại, rồi sau đó là đục vào một cái góc của bức tranh. Đấy, xong rồi khi mà đục xong ấy thì có cái đàn ngựa đấy nó đang phi hướng về cái chỗ lâu đài. Ông ấy lại ký lên trên bức tranh, rồi sau đó anh lại dát vàng vào cái phần chữ ký. Vậy cho nên là sẽ có rất nhiều thứ để khách hàng có thể thỏa sức sáng tạo, và từ đó là anh sẽ tiếp thu cái ý tưởng của khách hàng để vào trong tranh làm sao để cho nó đẹp và cho phù hợp. Đấy là bước đầu tiên để mình ra được một cái phối cảnh cho nó đẹp, để khách hàng cũng được thỏa mãn là mình được đáp ứng những cái nhu cầu hoặc là những cái mong muốn. Bởi vì tranh gỗ nó là như thế, nếu như tranh phong cảnh thiên nhiên thì nó là đem tả thực, đem cái cảnh thực vào trong tranh. Thế nhưng mà đôi khi tranh mình có thể là nâng nó lên trở thành một cái thú vui, hay là trở thành một cái thú chơi của khách hàng ấy, thì mình lại phải đáp ứng được cả những cái mà khách hàng người ta mong mỏi để đặt vào trong tranh. Đấy, người ta ước muốn là cuộc sống hạnh phúc hơn thì mình phải có những cái biểu tượng để hạnh phúc. Người ta muốn công việc thuận lợi hơn, mình phải có những cái biểu tượng để nói về cái sự thuận lợi. Thế thành ra là mình phải nghiên cứu và mình phải để vào trong tranh rất nhiều những cái yếu tố thì một bức tranh nó mới hoàn hảo. Đấy là bước đầu tiên trong cái quy trình của anh, đúng không? Đúng rồi, đấy là bước đầu tiên đấy. Sau khi mà lên ý tưởng của khách hàng thì mình sẽ thực hiện cái điều gì tiếp theo? Sau khi mà anh lên ý tưởng cùng với khách hàng xong ấy thì đến cái khâu mà anh vẽ cái ý tưởng đó ra bản giấy. Bởi vì là khách hàng lúc đấy là mới chỉ nói cho anh biết là người ta đang muốn cái gì. Thế còn đến bước thứ hai là anh sẽ viết những cái mà khách hàng đang mong muốn để ra bản giấy. Thì khách hàng nhìn lên trên bản giấy, khách hàng được cảm thấy được là à, cái chỗ này ấy, là cần thêm cái này, hay chỗ này cần bớt cái này. Thì cái đấy là cái mà gần như bây giờ trên thị trường thì không có nơi nào làm được việc đấy. Bởi vì là cái sự chăm sóc khách hàng, hay là cái tay nghề vẽ, hay là cái kiến thức của mình nó phải đủ tốt thì mới có thể đáp ứng được rất nhiều những cái yêu cầu của khách hàng. Chính vì như vậy cho nên là cái khâu mà vẽ ra cái bản giấy chính là cái khâu mà tác phẩm được sáng tác lần đầu tiên. Và từ cái tác phẩm sáng tác bằng bản giấy như thế thì bắt đầu mới cho lên trên gỗ để làm. Thì đấy là bước thứ hai. Và đến bước thứ ba ấy, là một cái bước nó chuyển tiếp từ cái khâu mà mẫu giấy sang thành cái mẫu gỗ. Thì cái bước thứ ba mà anh gọi đấy là cái bước là dán mẫu giấy lên trên mặt gỗ. Có nghĩa là cái khâu này là mình lấy cái bản vẽ giấy đấy, mình photo ra theo đúng cái khổ gỗ, khổ mà khách hàng muốn đặt. Sau đấy là mình dán lên cái mặt gỗ, cái phôi gỗ mà mình muốn đục. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng tại sao nó lại là trở thành một cái quy trình làm việc của anh? Bởi vì là nếu như mà em dán một cái khổ giấy lớn ấy, mà em không biết dán, thì cái khổ giấy đấy là nó sẽ bị bong. Và khi nó bong là em sẽ không biết được là cái chi tiết đấy là mình sẽ đục như nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dở nhất ấy, là nó không bong nhưng mà em dán là cái giấy nó bị nhăn. Nếu như cái giấy nó bị nhăn thì nó còn khổ hơn là bị mất nét. Bởi vì giấy mà nhăn là em sẽ bị nhiều nét nó chồng lên nhau. Và khi nhiều nét chồng lên nhau thì em sẽ đục nó sẽ bị hỏng, hoặc là hạ nền là nó sẽ bị mất đất đi. Và khi đã mất đất đi như thế rồi thì là mình sẽ không thể xử lý được nữa. Gần như là bức tranh đấy là sẽ bị bỏ, sẽ bị phá vỡ một cái bố cục, là sẽ không đáp ứng được cái tiêu chí về bố cục của tranh. Trên là cái khâu dán giấy lên trên mặt gỗ thì là mình phải dùng một cái keo. Và keo đấy là bọn anh dùng cái keo Dino ấy. Đấy, pha ra nước xong rồi lấy cái cây quét sơn ấy, quét cho nó thấm cái mặt gỗ lên. Đấy, dán giấy lên rồi sau đó là mình lấy cái rẻ, mình miết cái giấy. Miết mạnh quá giấy nó ướt thì bị rách, nhưng mà miết nhẹ quá nó không dính xuống cái mặt gỗ thì đến lúc nó lại bong. Cho nên là đấy cũng là một trong những cái kỹ thuật mà tương đối là khó, không phải đơn giản. Đấy, thế thành ra là cái khâu mà thứ ba là dán giấy lên trên mặt gỗ là một khâu rất quan trọng, chuyển tiếp từ bản giấy sang bản gỗ.